Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái dự án nữa là con Asia Đây là một cái dự án nó sẽ phát khoảng một Asia và tương đương với khoảng 1,25 đô la Dự án này thì thấy list ở trên sàn KuCoin rồi Và cái dự án này là cái mạng gọi như kiểu là mai kia là nó ra mạng xã hội ấy thì nó mới trả mọi người nhé Bây giờ là mình đăng ký trước mọi người nhé Tiếp theo nữa là các bạn có thể vào trong cái website của họ các bạn có thể tải về để chúng ta dừng như kiểu đòi trình duyệt đấy nhé các bạn nhé trình duyệt tìm kiếm như kiểu chôm hoặc là cốc cốc này này nhưng mà nó lại cho coi ấy đấy cái cái hình thức này thì thấy khá là nhiều rồi chúng ta dần email này mật khẩu nhá tiếp tục các bạn tích vào đây và ấn vào sinh app nhé Mọi người vào trong email này, các bạn lấy cái code email nhé. Con này thì mới đăng ký và xác minh email thôi, chứ chưa có phải làm cái gì khác mọi người nha. Tại vì là bảy bốn hai không năm Tại vì là nó chưa ra cái mạng xã hội Mai sau này nó ra cái mạng xã hội Thì nó sẽ cho claim sau mọi người nhé Vì thế cho nên là chúng ta cứ đăng ký và login trước nhé Lấy link giới thiệu bạn bè trước nha mọi người nhé Và đây thì chúng ta ấn vào cái phần rep profile này hình như cái này nó 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 đánh IP đấy mọi người ạ. Đấy. Ok nhé, thì các bạn sẽ copy lấy link giới thiệu bạn bè nhé, cùng tham gia nhé. Để mình xem nó ở đâu nào. Với lại các bạn nhớ đăng ký cái kênh của mình nhé, Thì vì mình có đăng khá là nhiều cái winner list tức là những cái dự án các bạn làm trước đây và mình update lên đây nhé những cái này thì mình không có làm video nha mọi người ơi trừ phi là nó trả coi về sàn thì mình làm video chúc mừng các bạn thôi còn đây là những cái dự án mà nó trả nó trả cái list mà winner ấy những cái bạn uh, nhân phẩm tốt đấy các bạn lọt vào danh sách mà chúng giải đấy thì mình có đăng lên đây mọi người vào trong ấn vào link và ấn control F sau đấy dán ví vào để check nhé uhm mình login bên này cho mọi người nhé chắc là nó đánh ip đấy mọi người Đấy, vào đây thì mọi người ấn vào rep này thì các bạn thấy cái, cái rep mà code ở đây và cái link này các bạn copy ở đây nhé ấn vào đây là copy được này đấy thì các bạn thấy là một người đăng ký thành công sẽ nhận được một đồng và rep thành công thì sẽ nhận được 10 đồng nữa đây là những cái bạn đã đăng ký của mình đấy, các bạn ấn xuống dưới các bạn dịch ra này các bạn thấy là xin lưu ý rằng phần thưởng sẽ giới thiệu axc sẽ được thanh toán tại thời điểm ra mắt mạng asia nhé các bạn nhé tức là bây giờ nó chưa có ra luôn đấy chưa có cho cái gì luôn đấy chưa có hiện cái nút rút luôn bây giờ là mọi người cứ làm đi đã nhé thì mình sẽ để một cái link ở bên dưới cho mọi người